Rồi, ngồi lên phía trước. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Okay. Bây giờ thì Tường mời hai anh chị sẽ giới thiệu lớn ha, rõ ràng để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Dạ mời anh ạ. Dạ, chào chị Cát Tường, em là Đinh Xuân Hùng. Hiện nay là ở cư trú tại số nhà 74 đường Hùng Vương Di Linh, dạ, Lâm Đồng. Và... dạ. Anh Hùng đang làm công việc gì ạ? Dạ, anh là em học về bên đông y. Là bây giờ mình có phòng mạch hay là mình đi làm ở đâu anh ạ? Dạ, làm trực tiếp ở nhà luôn. Dạ, cũng được hơn chục năm nay. Hơn chục năm. Đông y là mình chuyên về cái gì anh? Về cái bên cột sống hoặc thoát vị hay là gọi là thái hóa gai hay là ép cái chuỗi thần kinh tọa. Chà, cái này là đúng bệnh Cát Tường luôn nè, thói quá cột sống cổ 3 và 5 mà mười mấy năm nay rồi đó anh. Chắc phải xin anh vài bài thuốc quá. Dạ, cho hỏi là anh Hùng là năm nay là anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, em 52 tuổi. Rồi, sẽ mời chị gái bên này. Dạ, em chào MC chị Cát Tường, chào anh bên kia. Em tên là Huỳnh Thị Lại Hoa, 37 tuổi. Hiện tại em làm kế toán ở Bình Dương, quê em là ở Bình Định. Dạ, từ đó lên Di Linh cũng hơi xa đúng không anh? Khoảng bao nhiêu cây số anh? Hơn 200 cây. Wow, dữ vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Ưu điểm của em là em nấu ăn ngon, sắp xếp việc nhà, nói chung là gọn, hoạt bát, hòa đồng. Nhược điểm thì nói chung đôi khi thẳng tính. Bạn bè nếu mà hiểu thì dễ thân, nhưng mà không hiểu thì cũng dễ mất lòng. Thế còn anh nghĩ mình có những ưu điểm, những khuyết điểm gì? Em hay tìm hiểu về những bài thuốc ở đông y, cũng quan hệ bạn bè cũng vui vẻ. Còn cái điểm yếu thì em nấu ăn thì nói chung là nó cũng không được ngon lắm. Tất cả cái mọi việc thì cũng làm được nhưng mà nó cũng không được nhanh nhẹn lắm mà. Trong cái công việc của anh là anh nhanh nhẹn là được rồi. Về tình trường đó thì anh có thể nói rõ hơn cho bạn gái bên đây nghe về. Dạ, trước thì có lập gia đình thì được sinh được một cháu thì 16 tháng là mẹ cho mất. Cũng lúc cái điều kiện nó cũng khó khăn thì cũng cứ thui thủi làm nuôi cháu, thì đến cháu nó học hết cấp 3, cháu đi lập gia đình. Là hiện giờ anh sống một mình? Thế bây giờ là có một mình. Dạ. Cũng có sau khi cháu nó lớn thì cũng có một đôi hai người, nhưng mà cũng cái cảnh gãy gánh nhưng mà thấy nó không phù hợp. Bố mẹ anh em mới hỏi bây giờ là như thế này, ở này không được. Bây giờ thì em thì cũng nhà cửa thì cũng có cái nhà cấp 4 cũng bình thường, cũng gọi là được rồi. Rồi, vậy thì cũng tốt rồi. Thế còn tình trường của mình thì sao hả em gái? Tới thời điểm hiện tại thì em đã trải qua 3 mối tình. Chung thì cũng không có cái mối tình nào dài hết. Khoảng 1 năm hơn là kết thúc rồi chị. Lý do tại sao mình lại chia tay? Có cái mối tình đầu là do là lúc đó em mới ra trường. Người đó giống như là muốn cưới, cho nên em cảm thấy mình chưa có gì hết, cho nên mình không muốn. Rồi. Còn 2 mối tình sau thì em nói chung trong quá trình tìm hiểu em thấy không có hợp. Do là người ta gia trưởng quá chị, giống như là không có phụ giúp đó chị. Nói là phải nghe đó. Không biết thì anh có tính này không hả anh? Dạ không, em thì em là anh là gốc người Bắc đúng không? Dạ em là đặc người Bắc ấy, là không như vậy. Anh có phụ giúp vợ làm việc nhà không? Dạ em làm được. Em muốn là người bạn thì vậy là từ cái ăn mặc hay là từ cái đoàn hoàng. Em có ngại khi mà lấy một người chồng đã một lần gãy đổ rồi có con riêng rồi không? Cũng hơi ngại một xíu. Em thì giống như là mình chưa có trải qua, cho nên mình cũng sợ chị, mình sợ mình không có đảm đương tốt. Ở đó anh 52 tuổi là còn rất trẻ, không có lớn hơn em bao nhiêu hết. Thực ra cái tuổi đó cũng không phải là lớn. Cái 2 con ảnh thì bây giờ cũng đã lập gia đình ở xa rồi. Ảnh coi như cũng một mình là coi như là cũng độc thân thôi. Dạ. Chỉ có điều thì có thể là trong cái cuộc sống anh đã trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm khó khăn nhiều hơn mình thôi. Dạ. Chứ chị nghĩ là nó cũng rất là phù hợp. Anh có khó tính không? Dạ em không có khó tính đâu. Có kỹ tính không? Dạ không, em bình thường nè. Tại vì nãy anh có nói là anh thích, anh muốn là bạn vợ anh là ăn mặc đồ đàng hoàng, thì theo anh như thế nào là đàng hoàng? Cho nó được đẹp đẽ một chút, bất kể làm cái công việc gì thì nhẹ nhàng lịch sự đúng không? Dạ. Dạ, thôi em cũng hiểu ý anh rồi. Rồi, đây. Em nhìn đi, ảnh ở trong đó đó. Đây, có cô gái đó trong đó, anh cứ thử lựa chọn xem. Coi cái cảm nhận của mình hôm nay có đúng không? Này chị. Lý do sao em chọn anh đó? Cảm giác của em. Cảm giác. Dạ. Thì thật sự cũng có 2 anh thôi, đúng không? Anh này thì trẻ quá. Đúng không? 2, 4, 5 cô. Rồi ạ, cô nào đây? Em có thể cho ảnh một cái gợi ý đi em. Chứ 5 cô đúng là giống nhau khó thiệt luôn á. Hình ngồi hả chị? Hình ngồi, 5 cô. Tóc dài chị. Rồi ai cũng tóc dài hết, anh lựa đi anh, tóc dài. Ra là đây hả chị? Rồi, anh cứ giữ nguyên vậy nha. Cặp này tôi thấy được là tôi gả luôn á. Rồi bây giờ thì mở cửa trái tim ra. Khoan, em có mấy câu hỏi á. Rồi em hỏi đi. Nhờ chị hả? Rồi. Cổ trước khi muốn nhìn thấy mặt anh thì cổ muốn nhờ Cát Tường hỏi anh mấy câu hỏi. Trời ơi cái gì dài dữ vậy? À cái này là cổ vừa đặt câu hỏi mà cổ đã trả lời luôn rồi. Bây giờ em hỏi anh trả lời nhanh thử coi có trùng khớp cái gì với cổ hay không. Anh nghe nha. Câu đầu tiên, bạn mô tả cô gái hoàn hảo bằng 4 từ nào? Trời ơi khó quá. Tự nhiên đột xuất quá nhưng thi trắc nghiệm. Anh thì khó quá. Cổ ghi rằng là lắng nghe và thấu hiểu. Theo anh, bản chất tốt nhất của anh là gì? Thì em nghĩ đạo đức thôi. Cổ ghi là biết lắng nghe, tôn trọng và chung thủy. Tốt nhất mà ghi dài quá à. Tốt nhất là một cái thôi cô. Anh thích nghỉ cuối tuần làm gì? Có thời gian nghỉ ngơi thì anh thích làm gì? Dạ em thích là cùng gia đình đi. Trùng khớp. Bên đây là sum họp gia đình, anh là cùng với gia đình đi chơi đúng không? Dạ. Dạ. Quan niệm của anh về sống thử trước hôn nhân? Khó em thì... Có gì đâu khó anh, nghĩa là anh thích, anh không thích, đồng ý hay không đồng ý thôi. Dạ thì em cho đồng ý đấy. Đồng ý, bên này không đồng ý. Bạn thích vợ đi làm hay ở nhà chăm con hơn? Nếu mà có con thì theo em này muốn là để ở nhà vợ chăm con. Cổ ghi mình thích đi làm. Anh thích bạn gái vợ ăn mặc như thế nào? Em thích ăn mặc vậy là cho nó gọn gàng. Gọn gàng. Bên đây ghi là không quá hở hang. Bạn sẽ làm gì nếu ba mẹ hoặc người thân không thích bạn gái của bạn? Cái đó thì em phải biết phân tích và bảo vệ, mà gọi là bảo vệ cho bạn gái và phân tích trùng khớp, thuyết phục và đưa ra ưu điểm của người yêu ha, cũng nhằm bảo vệ người yêu. Bạn còn giữ tình bạn với người yêu cũ không? Dạ không có. Không có người yêu cũ đâu mà giữ. Ta có người vợ mà mất mười mấy năm rồi nên là không có. Bên đây bạn gái ghi là không nên vì nó ảnh hưởng đến hiện tại. Rồi câu hỏi cuối cùng, khi hai vợ chồng cãi nhau đến căng thẳng thì anh sẽ làm gì? Chắc chắn là em sẽ bỏ đi. Cũng em bỏ ra ngoài. Khá trùng khớp, im lặng và bỏ đi ra ngoài. Bạn tự chấm điểm đi ha, không biết là được trúng bao nhiêu ý trong cái bài test của bạn. Cũng là một cái rất là hay, chúng ta có thể hiểu được nhau hơn một tí. Tại vì ít phút cái chương trình thì khó hiểu nhau được hết lắm. Bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào tấm hình lúc nãy và chúng ta xem phần dự đoán của chúng ta, cảm nhận của chúng ta về người đối diện có đúng hay không nha. Mời hai anh chị. Chào em. Chào. Sao ạ? Em gái thì chắc chắn là đúng rồi ha. Chỉ có hai sự lựa chọn quá dễ rồi. Thế còn anh thấy mình chọn đúng không? Dạ em thấy đúng. Hay, ẩm hay. 5 người, anh chỉ vô nghe em là chị thấy hay. Trong khi em rất đặc biệt là em có mình em đang mắc kiến nè. Mà 5 người chị thấy cũng sàng sàng nhau mà anh chọn đúng em. Đó là cũng một cái giác quan rất là hay. Mà sao anh chọn tấm hình đó? Sao anh chọn cô đó? Thì em cũng gợi ý cho em một chút là thứ nhất là tóc dài. Ai cũng tóc dài mà. Vâng, thứ hai nữa là em nhìn thấy ngồi ở cái tư cách này thì em cũng cứ gọi là cảm nhận theo cũng cái ý thích của mình ha. May này đúng thôi chứ. Anh. Dạ. Rồi, thôi được rồi, bỏ hình lên anh rợn hồi nát mặt cổ luôn nè. Rồi cái này sao anh? Trời ơi, anh rụt rè mắc cỡ giống như trai mới lớn vậy đó. Mình sẽ lên bạn em. Dạ, một người đàn ông rất điềm đạm. Có vẻ cũng hơi rụt rè nha. Chứ không phải là có vợ con rồi là có kinh nghiệm đâu. Hơi nhút nhát rụt rè đó. Cảm nhận đầu tiên của anh khi mà mở cái cửa trái tim này ra thì anh có cảm nhận như thế nào? Theo em cảm nhận thì em thấy là rất là tốt. Rất là tốt. Và rất là mến. Và hai nữa là có cái cảm nhận là em thấy là tốt rồi. Em thấy là tốt. Tốt là như thế nào anh? Thì anh thấy em là tức là thấy nó dễ mến, cử chỉ thì tươi cười đó thì anh thấy là được. Dạ, cảm ơn anh. Thế em có cảm xúc gì không khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Em thấy ảnh hiền, điềm đạm, đẹp hơn trong hình, đúng không? Có lẽ vậy. À, đó cái câu cần chủ chốt, không khen người ta một câu. Anh hơi nhút nhát, anh hơi rụt rè. Nãy giờ chị thấy anh ngồi là anh bấu tay rồi vậy nè. Trời ơi, người ta đàn ông không có ở một mình mười mấy năm rồi đó em à. Thôi bây giờ thì Tường sẽ dành không gian riêng cho hai anh chị để hai anh chị có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Dạo Hậu Food. Xin mời hai anh chị thưởng thức món ăn rất là ngon của nhà hàng. Há cảo nè, bánh xếp thịt heo chiên, chả giò tôm phô mai, bánh bao sữa heo con và sủi cảo Bắc Kinh. Đây là những món ăn theo ẩm thực Trung Hoa rất là hấp dẫn, nhìn rất là bắt mắt. Rồi mình tâm sự với nhau ha, ít phút nữa Cát Tường sẽ quay lại. Tự tin lên anh nha, không có rụt rè anh nha, anh bẻ hồ quẹo hết mấy ngón tay khổ lắm luôn á. Mời anh. Dạ. Mời anh. Anh nhìn em thấy em là người thế nào? Anh thấy em dễ thương. Thấy anh thì thực sự ra là anh có tuổi rồi thật đấy, nhưng mà anh cái va chạm này anh ấy rất là ít. Dạ. Rượu thì anh không uống được, bài bạc thì lơ khơ, anh không biết đánh. Dạ. Anh có hút thuốc không? Không hút thuốc. Anh thì uống có cà phê bình thường thôi, trà đặc cũng không uống được. Em có nghe anh nói là anh có con rồi. Thì con anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Con anh thì đã lập gia đình mất rồi. Con anh sinh năm 96 thì cháu lấy chồng là tháng 3 năm nay. Dạ. Có hay 24 tuổi. Là ở Bắc luôn hả anh? Cháu lấy chồng ở Bắc. Anh có hay lên Sài Gòn không? Có cái đứa em gái này ở Bình Chánh, anh cũng hay lên chơi, thỉnh thoảng anh lên. Dạ. Vì cái nghề anh thì anh làm cái nghề thuốc này thì thật sự anh làm nó lại khác người ta, nó không có như cầu kỳ như người ta. Anh làm thì những cái mấy cái môn chính anh học được thì anh chỉ làm mấy môn, còn những khác anh không làm. Dạ. Anh có thường hay đi du lịch không? Anh cũng hay đi du lịch. Đi một mình à? Thường thường là anh đi chẳng hạn có 1-2 ông bạn ở trên đó. Dạ. Em thì rất là thích đi du lịch nên cũng hay đi lắm. Anh thích bạn của anh ăn mặc như thế nào? Anh thích bạn ăn mặc là nó đẹp đẽ một chút. Hở hang quá được không? Không, và cái gọi là cũng có nhưng bình thường thôi. Tùy hoàn cảnh đúng không? Gọi là đừng có quá thôi. Còn này nói chung là nếu mà anh lấy vợ về mà vợ anh đi chơi với bạn bè á thì cảm giác của anh thế nào? Nó tùy theo. Thế về ví dụ như là có cái công việc gì đó thì nó khác, còn nếu bình thường mà ấy thì đi chơi bạn bè thì cũng không sao cả. Dạ. Nó cái chỗ là chơi lành mạnh không sao cả. Dạ. Mời anh ăn đi anh. Mời em đi. Dạ. Anh cái gì muốn hỏi em đúng không? Thế em có hay về quê? Dạ, thường là 1 năm Tết em về. Bình thường nếu mà có dịp gì đặc biệt thì em sẽ xin nghỉ về mấy ngày. Anh đi về Bình Định lần nào chưa? Anh thì đúng ra là về đấy chơi thì chưa đi qua thì đường ra Bắc thì phải đi qua. Những ngày xưa thì đi cái xe đò, nhưng mà có điều là có người thân thì không có. Trời ơi, bẻ đũa không ăn gì hết trơn vậy. Bẻ rồi gãy đũa anh, trời ơi, gãy tay rồi giờ gãy đũa luôn á. Nãy giờ mà hỏi có nói gì tới chuyện hôn nhân rồi gì không vậy? Có quan điểm yêu đương gì không? Dạ, vòng ngoài không chị? Vòng ngoài không à hả? Tại vì bây giờ em hỏi anh câu nè, thí dụ mai mốt anh lấy vợ nè, kinh tế trong gia đình ai là người quản lý? Đúng ra thì kinh tế là phải cái người nữ. Chứ còn nếu người nam thì có làm ra đồng tiền nhưng không nên giữ. Vậy thì đúng rồi chứ anh, còn đúng ra em tưởng anh còn có cái ý sao nữa chứ, thiệt là khổ ghê. Bây giờ Tường mời hai anh chị chúng ta sẽ bóc vài cái lá bài. Trong này có những cái yêu cầu của chương trình mình đọc lên để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn thôi. Đọc lớn lên chị. Theo bạn, chuyện tình dục trong hôn nhân có quan trọng không? Hồi nãy em hỏi anh đó là tình dục mà trước hôn nhân. Thì là bên đây là nói không thích, bên đây thì nói là cũng được. Nhưng mà cái này là tình dục trong hôn nhân, có nghĩa là khi hai người đến với nhau, sống với nhau thì cái chuyện tình dục nó có quan trọng hay không? Theo em nghĩ là có quan trọng chứ. Thứ nhất là không đáp ứng được thì cũng hơi khó. Dạ. Ví dụ như là giờ bạn gái anh hay vợ anh là không đồng ý có tình dục trước hôn nhân, thì bây giờ nếu như kết hôn với nhau rồi mình sống với nhau mà tình dục mình không hòa hợp thì lúc đó mình sẽ xử trí như thế nào theo anh? Tại vì anh nói nếu mà nó không hòa hợp thì nó cũng ảnh hưởng. Theo em sẽ tạo hết cái điều kiện để cho được hòa hợp. Còn em gái, em có suy nghĩ như thế nào? Em thì tại vì em không biết cho nên theo em nghĩ thì nó cũng không đến nỗi. Em rất hồi hộp với câu trả lời của anh, tại vì anh nói là nó ảnh hưởng. Bây giờ em hỏi rủi lúc đó không phù hợp để anh làm gì, thì anh đã cố tạo mọi điều kiện để hòa hợp. Anh đã nói rất là đúng và anh cũng có cái giải pháp rất là phù hợp. Rồi, hoan nghênh anh nha. Bây giờ mời anh bóc một lá bài của chương trình. Sao ạ? Em nhìn là không được rõ lắm. À vậy hả? Rồi. Nói thật, điểm bạn không thích ở đối phương, vì sao? Ảnh cũng đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm thì em cũng cứ thẳng thắn, làm sao mà mình hoàn hảo trong mắt nhau được hết, dạ, đúng không anh? Vâng, vâng. Hiện tại thì em cũng chưa có biết được là ảnh có cái nào em không thích thật sự. Còn nếu mà em, nếu mà cái điểm nào em cũng thấy được thì vậy thì những cái điểm nào của ảnh mà em thích? Em thấy ảnh là có vẻ là chất phác với lại là hiền. Theo em nghĩ là có thể là người đàn ông của gia đình. Có cái là em không thích ở anh là anh thích, em thì em muốn nếu mà lập gia đình thì em vẫn muốn đi làm, nhưng mà anh làm như có vẻ là anh thích là ở nhà, đúng không? Thích vợ anh ở nhà. Tại vì nghĩ rằng là anh thì anh nghĩ mà có con rồi thì sẽ đâu đi làm được. Anh có đảm bảo được kinh tế không? Về cái kinh tế thì khá thì không anh không nói, nhưng mà chắc chắn là sẽ được. Anh có nghĩ là mình sẽ sinh thêm con không? Em cũng nghĩ chứ, mà sinh được một bé là cũng thấy là được lắm rồi. Và em thì đã có gia đình rồi, còn cô chưa có thì nhiều khi thì bắt buộc là phải có một cháu, đúng không ạ? Không có thì cô cũng suy nghĩ. Dạ. Rồi anh một mình anh làm, anh nuôi được ba miệng ăn trong nhà để mà đầy đủ hay không? Cái đó thì em làm được. Nhưng mà em thấy tại vì nhiều khi nhiều người đàn ông á là đưa tiền cho vợ á, không vợ lòng không là tiền á, có vẻ như là coi thường. Không, nó lại khác. Bây giờ như là như anh thì nó lại khác. Thứ nhất là nhà cửa thì em cũng có cái nhà cấp 4, em lo đầy đủ hết. Dạ. Công việc em ổn định, cũng còn một miếng đất ở bên Gia Lai nữa là 20 mét nữa, thì cái đó thì em cũng để dành ra thôi. Cái người Bắc thì nó lại hay cái là tính sâu hơn và cái phải có cái dự trữ. Chị nghĩ anh nói như vậy là có nghĩa là anh sẽ được hơn nhiều như vậy. Anh chỉ là khiêm tốn, anh nói như vậy thôi thì em cũng yên tâm. Nhưng thật ra đó là ý tưởng của hai người mới gặp nhau. Còn cái chuyện mình yêu nhau rồi mình còn trao đổi. Có thể là em cũng ở nhà, nhưng mà em sẽ làm thêm cái gì đó lặt vặt kinh doanh ở trong nhà, để mà vừa có thể chăm con, vừa quán xuyến, và cũng có thể tăng được cái doanh thu, cái nguồn kinh tế cho gia đình. Hoặc biết đâu sau đó ở nhà phụ ảnh công việc, hay là mở rộng ra cái việc thăm khám bệnh của ảnh, hay mình bán thuốc men, hay mình phụ ảnh làm những cái thảo dược, biết đâu. Thì nó cũng là làm việc chứ không có ở không đâu em, đừng lo ở không nha em nha. Cái chia sẻ thì Tường nghĩ cũng đủ để hai anh chị hiểu nhau rồi. Thế thì bây giờ là cái phút quan trọng nhất, anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu thật sự chúng ta thấy đối phương là một nửa mình đang tìm kiếm, mình thấy phù hợp, mình có sự xao xuyến thì chúng ta hãy bấm nút, còn nếu không thì chúng ta không bấm. Nha, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Sau khi Tường đếm từ 1 đến 3 thì hai anh chị sẽ đưa ra cái quyết định của mình nhé. Mời anh chị nắm mắt lại ạ. 1, 2, 3. Đó, như vậy mới được nha. Làm chị hết hồn nè. Rồi, mời hai anh chị qua đây ạ. Thật sự là Tường thấy hai người hợp với nhau. Và Tường cũng hy vọng rằng là anh chị dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Dạ, và cũng là một nụ hôn đầu tiên dành cho nhau ạ. Mời anh hãy hôn chị một cái nụ hôn để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau hôm nay ạ. Ngại gì anh ơi. Đây, xin anh. Trời ơi, anh gái hôn cái gọng mắt kiến hay sao quý vị? Dạ. Ngồi đi. Cảm ơn. Chào em. Dạ. Tên gì em? Nhạn hả? Ừ. Dấu hỏi luôn hả anh? Dạ. Rồi, hello Nhạn. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này. Công việc quê quán của em thì sao? Đang làm công ty ở Bến Cát, Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Diên. Long Diên là làm cái gì em? Làm nghề đóng dép á. Sản xuất dép hả? Ừ. Mà em làm câu nào? Ép đế, chạy ra chiếc dép. Câu ép đế. Ép đế để ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. À, công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái chiếc dép. À, còn cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu thế. Ừ. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe em thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống ở gần đây luôn. Còn ba mẹ thì sao? Ba mẹ ở quê. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của Nhãn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi thì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ, cho em ngủ chứ đâu có thích đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Ôi cũng đi làm về điện thoại rồi ngủ lấy đâu ra bạn gái này trời. Tôi thích Zalo với bạn bè nên bước sau rồi gia đình mê. Ai đăng ký cho anh tham gia chương trình này? Tự mình đăng ký tại nào nằm buồn ở nhà đó rồi bấm điện thoại đó rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết, thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được, tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình ở phòng còn có bạn gái thì mình phải dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái mình phải dẫn bạn gái đi chơi, còn mình không có mình nên ở nhà thì ở mình ở nên... Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là con gái là sao anh không tha không cô? Trong công ty đó người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại đoạn rồi nên không hợp cái không hợp nên không biết. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không có được. Ừ, tại sao không được? Liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói tiêu, người ta ghét mình người ta nói ra cho người đó rồi người ta ghét, mâu thuẫn nhau nên không hợp. Ừ. Mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như là nghe người khác nghe trong ca chọc vô rồi đó. Ừ. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, ngọt nào không tốt người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình người ta không thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Thì đó thì được không? Cũng đâu có ưu điểm gì cái gì đâu. Điểm mạnh điểm yếu mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể hát họ không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Mình làm gì rồi chứ đâu không ít, có ca hát mà cũng ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm nước ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà, không ngon gì mấy. Ừ. Anh có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chở người ta mạnh dạng không? Anh có thể là anh được bao nhiêu % giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mà mấy % luôn. Không được mấy % luôn? Thiếu tự tin vậy à? Rồi ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm những cái điểm yếu của mình. Rất nhẹ dạ tin người. Rất nhẹ dạ tin người. Rồi có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Bị rồi cho nên mới... Bị người ta lừa nhiều không? Có 2-3 người rồi thôi chứ nào. Ừ, lừa gì anh? Thì bạn bè quan hệ qua lại, giao thiệp qua lại đó rồi mà tiền bạc rồi mà mình không cần thiết thấy không ổn nên thôi. Ừ, mượn tiền là con cái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta, xong anh cho người ta mượn tiền. 2-3 người luôn mà không rút kinh nghiệm luôn, xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Xong. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? 2 người đâu có nhiều, tới 1-2 triệu bạc chứ đâu mà. Người ta 1-2 người thôi, này 3 người luôn. Đó là nhẹ dạ như tin người mà cho nên mình rút không rút kinh nghiệm được. Ừ. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi cho nên biết người nào là nếu mà người ta thích mình, hợp với mình thì cứ tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán tuổi tác không quan trọng. Ừ, lớn hơn anh cũng được luôn. 1-2 tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Ừ. Rồi về nhà thì tức là từ giờ tới lúc ghi hình ấy mình còn thời gian cho nên về em phải kiểu như thoải mái tự tin hơn. Ví dụ như có các năng khiếu tài lẻ, hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ, mình lên để cho nó thay đổi không khí thôi. Giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn mặt em thì cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi, đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện nên bạn ấy mới cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về mình sau này mình có quen bạn ấy, mình không phải suy nghĩ nhiều, mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ hay là mình phải khổ hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không phải nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi, ok, cảm ơn em nha. Dạ rồi, anh trả bản thân. Còn ai không? Dạ. Về bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu? Khu vực nào? 41 Lam Sơn. Rồi cây ra Thủ Đức. Rồi. Tiếp tục. Bây giờ em đang làm nhân viên sửa chữa xe, làm tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể thì mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ hòa đồng. Tình yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện. Tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai đâu ạ? Đúng rồi, tính chất là do công việc làm, thời gian ít khi đi chơi đâu nên mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Rồi, thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi, từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết? Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký với anh tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buổi rồi mình muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích mà sau này tính chất ngồi nghề một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm. 15 năm hả? Được. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy đó là lúc mình vào đây với ai? Em vào một mình, hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Cũng có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À là đi học nghề từ năm 12 tuổi? Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chưa nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh. Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ ba em nữa. Sau còn ba em nữa. Dạ. Ba anh trai em gái em? Hai gái một trai. Là em là con đầu. Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế, đi làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá phê. Ừ. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Ừ. Mình có thổ lộ với người ta mà biết người ta không ưng mình. Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ tán nghe mình rồi nữa này. Ừ. Vậy nên em không. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né rồi không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không, thì chết do công việc thôi, để làm đi lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nha. Ừ, đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Dạ. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi, bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị máng vốn nữa. Vì có bạn gái thì mình thời gian nó mình khá hơn, còn những bạn đâu em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái đây? Thì thế dù mình làm đó thì giống như 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi, 8 giờ bạn gái đi chơi thôi. Ừ. Mình dành thời gian ngoài, còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm, còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi mình về mình tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Ừ. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ nấu ăn đồ thôi. Ừ, nấu ăn thì nấu được cái gì? Món gì em nhìn qua người ta là làm sao em bắt lại là em nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Thì nói chung là ngoài về nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người con gái thì cao tầm 1,5 mét. Ừ. Tầm 1,5 mét là đổ lên thì nói chung là người vừa thôi hả? Không thích mập hả? Nói chung vừa thôi thì đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc gì cũng được, mình về mình có công việc tương lai mình sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn, về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Dạ. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Ừ. Rồi có năm trước hay lại thì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Ừ. Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi còn miền nào nữa không? Ưu tiên miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi. Dạ, như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn. Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quải hả? Quê quán bà đó thì miền Trung, nên nếu mà em biết thì em biết trong thầy họ này thì những người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, bất dễ tiền. Em có trong cái mấy cái hội mấy cái người tìm người yêu miền Trung được không? Về Thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À, thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải cuộc thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Yeah. Rồi em còn cái gì muốn nói với tụi chị nữa không? Yeah. Ok. Và cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ anh Khoa ạ. Ok, dạ em mời anh Khoa ạ. Dạ. Mình cứ cầm cái